Vô đi con. Xong mà nó sẽ đứng đèn, còn trong tình huống mà nó không đứng đèn được á là nó dò không được thì mình cứ tắt không tắt, mình mở lại thôi. Cống 24 thường nó sẽ lại vàng. Trong quá trình dò thì mình chờ khoảng tầm 15 giây cho tới 60 giây tùy cái giai đoạn mà nó dò. Rồi nó đứng vàng anh ha, đứng đèn vậy là có thể chơi được. Thì khi mà mình tay này là tay ga lái. Ga ha, ga thì đó. Đó. Nó sẽ đẩy là nó sẽ đẩy lên cao cho em mượn em giữ đó. Chẳng hạn như ở vị trí này thì khi anh đẩy lên là nó bay lên nè, càng cao thì nó sẽ bay càng lên cao, anh lượn sang trái thì nó sẽ trái nè, sang phải nè, tới nè, lùi rất là dễ.
Dạ. Rồi. Rồi khi chơi xong thì mình lấy ra để mình sạc đó. Mình sạc thì mình lấy viên pin ra cũng được, mà mình để viên pin trong này cũng được. Mình sạc. Thì đây nó rất là dễ. Anh cắm ở đây vô đây. Rồi anh cắm vô cái adapter của Samsung hoặc là TV vi tính cũng được. Nó chỉ ngại thằng iPhone thôi. Là iPhone đảo dòng. iPhone bị đảo dòng. Dạ, rồi. Anh dẫn. Dạ. Anh dẫn.